tiếp theo tập trước khi nghe tên cầm đầu đội mũ trù nói tần nam là phế vật tiết mộng giao lập tức sù lông lên bật lại ngươi nói hắn là phế vật vậy sao ngươi không có hoa lam bạch mà phế vật có lẽ nào ngươi thừa nhận ngươi không bằng cả phế vật tên cầm đầu đội mũ trù nói ở phương diện đầu thai ta quả thật không bằng phế vật dù sao kiếp trước tên phế vật này đã là thiếu nói đến đây hắn lập tức bụng miệng lại trong lòng thầm nghĩ suýt nữa nói ra rồi tiết mộng giao lại hỏi hoa lam bạch này rốt cuộc là cái gì tần nam thầm nghĩ nhìn thái độ của hắn chắc chắn sẽ không nói chuyện kiếp trước cho mình. Tên cầm đầu đội mũ trùm đáp lại, nói cho ngươi cũng không vấn đề gì, hoa này cộng sinh với vạn pháp bất xâm thánh thể. Nó có một loại năng lực rất đặc biệt, cũng chính loại năng lực này mới khiến vạn pháp bất xâm thánh thể ngồi vững trên bảo tọa đệ nhất thể ở thượng cổ. Chỉ có điều đại ca không để lại khung đồ vô chủ cho ngươi. Nếu không với lực lượng của khung đồ vô chủ, có thể dần dần khiến nó đạt tới trạng thái viên mãn chưa từng có. Trong lòng hắn lại nghĩ, nếu không phải để có được khung đồ vô chủ, ta sẽ không giữ lại mạng của ngươi. Tần Nam thầm nghĩ, xem ra tên này vẫn chưa biết chuyện trong cơ thể của mình có khung đồ vô chủ tên cầm đầu đội mũ trùn nói tiếp được rồi không cần phí lời nữa bây giờ chúng ta đi sâu vào bên trong ngươi phải cảm ơn ta đó tên này nói đến đây lập tức phất tay kéo về phía hai người rồi nói tiếp nếu không có ta ở đây với tu vi của hai người các ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng đi sâu vào trong nơi này thế là chỉ trong chớp mắt tần nam với tiết mộng dao cứ thế bị tên này kéo đi bay vút lên trời thế rồi cả hai người cứ thế bay đi không biết qua bao lâu đã đến một ngôi miếu trên cánh cửa có hai chữ vô tướng Đi đến đây, tên tên cầm đầu đội mũ trùm dừng lại. Trước mắt đám người Tần Nam là một bọn đang quỳ bái trước cánh cửa này. Tất cả đều đội mũ trùm đầu và mặc một độ đồ đen. Tần Nam nhìn cảnh này, hắn cảm thấy vô cùng sửng sốt. Tên cầm đầu đội mũ trùm nói với Tần Nam, "Bây giờ ngươi đi tới cánh cửa đó, ngồi khoanh chân ở đó không cần quan tâm gì hết. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi một điều, ta đã trả thù lao cho ngươi rồi, vậy nên ngươi tốt nhất đừng có chú ý khác, nếu không ta sẽ giết nữ nhân của ngươi." Tần Nam nghe xong, hắn không mặn không nhạt trả lời, "Ta biết rồi." Sau đó, Tần Nam đi ra một góc rồi bắt đầu ngồi xuống. Hắn truyền âm cho đồng bọn. Phi Việt, bây giờ ta nên làm gì? Phi Việt nữ đế trả lời. Có một câu nói vào vô tướng sẽ sống lại. Người này đã đưa ngươi tới đây, chắc là để tái hiện chuyện của năm đó. Ngươi cứ làm theo lời hắn nói. Tần Nam lúc này đã ngồi yên vị, hắn thầm nghĩ. Nếu đã như vậy, vậy thì làm theo lời Phi Việt nữ đế đã nói. Sau mấy nghìn hơi thở sau, đám người vẫn tiếp tục quỳ lại trước cánh cửa có hai chữ vô tướng. Lúc này, Tiết Mộng Giao nói với Tần Nam, hoa lam bạch đó của ngươi hữu dụng thật đấy nó vậy mà có thể khiến vô tướng đồng môn thức tỉnh sớm lúc đầu động phủ của ta xuất hiện phản ứng cũng là vì nó à tần nam gật đầu xác nhận đúng thế nghe xong câu trả lời của tần nam tiết mộng giao thẩm nghĩ vậy lần sau ta đưa ngươi tới một nơi hay hò đột nhiên tên cầm đầu đội mũ trùm giật mình kêu lên hửm sau đó hắn ngửa mặt lên trời hỏi thái cổ cấm kỵ tới nhanh thật đấy tiết mộng giao ngạc nhiên hỏi ngươi cũng có thủ với thái cổ cấm kỵ hả tần nam cũng góp lời thái cổ cấm kỵ này rốt cuộc có lai lịch gì tên cầm đầu đội mũ trùm tỏ ra không hài lòng đáp lại các ngươi thật lắm chuyện nể tình vô tướng đồng môn đã được các ngươi thức tỉnh ta đại phát tử bi nói cho các ngươi tuy thập đại chư tiên chúng ta không thuộc cùng một phe nhưng thái cổ cấm kỵ đều là tử địch của bọn ta còn về lai lịch của nó không có gì đáng để nhắc cả chỉ là một con chó giỏi sủa loạn cắn người nhất dưới chướng thương thôi nghe xong tần nam kinh ngạc quay sang truyền âm hỏi tiết mộng giao thương lại là cái gì tiết mộng giao tù mù đáp lại ta cũng mới nghe tới cái tên này lần đầu thấy bộ dạng ngương ngác như hai con chó lắc của bọn kia tên cầm đầu đội mũ trùn nhắc nhở sự tồn tại của thương không phải bí mật mà các ngươi của bây giờ có thể nghe ngóng nói rồi hắn ném cho tần nam một cái ngọc giản và nói đây là bản đồ ra ngoài nếu các ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn trở ra theo bản đồ tần nam cầm bản đồ rồi nói với tiết mộng Giao: chúng ta đi trong lòng hắn thầm nghĩ chuyện cấp bách hiện nay vẫn là rời khỏi lục hợp cấm khu đi cứu sống rượu rượu công chúa và giang bích lan thấy hai đứa tần nam với tiết mộng Giao cắm đầu cắm cổ bay đi hắn chỉ đứng im mà quan sát lúc này một thân ảnh đã hiện ra bên cạnh hắn tên này giáo chủ phích thiên cổ giáo hắn hỏi tên cầm đầu đội mũ trùm ngươi có chắc thứ đằng sau vô tướng đồng môn này có thể tái hiện trận đại chiến năm đó không tên cầm đầu đội mũ trùm quay lại hỏi phích thiên giáo chủ nếu ngươi cũng đã biết về sự tồn tại của trận đại chiến năm đó vậy ngươi cảm thấy trong cửu thiên tiên vực có thứ gì có thể có tư cách diễn hóa nó thứ mà các ngươi muốn là chiếc hồn đăng nó ta chắc chắn có thể tìm ra tung tích của nó giáo chủ phích thiên cổ giáo đáp lại mong là vậy phích thiên cổ giáo bọn ta tạm thời chưa muốn trở mặt với một vị chư tiên đột nhiên trên bầu trời có chấn động ầm ầm phát ra một đám hài cốt từ trên trời xuất hiện quát lớn những dư nghiệt sót lại như các ngươi thế gian này sớm đã không còn chỗ dung thân cho các ngươi nữa sau đó bộ hài cốt kia vung tay đánh tới chỗ của tên cầm đầu đội mũ trùm rồi hỏi tại sao các ngươi vẫn còn sống trên đời giáo chủ phích thiên cổ giáo ngạc nhiên hỏi sao thái cổ cấm kỵ lại tới nhanh vậy tên cầm đầu đội mũ trùm vung tay ra một cái rồi nói điều trước tiên khi các ngươi làm con chó ngoan nói đến đây tên cầm đầu đội mũ trùm vung trưởng đánh bay màu đám hài cốt ở trên không khí hắn chán ghét nói tiếp là đừng mở mồm sủa lung tung cắn bậy cắn mạ nói xong từ trên trời có mấy luồng kiếm quang đánh xuống tiếng nói lại tiếp tục phát ra các hạ ngươi giết người của tộc ta bây giờ bọn ta tới đòi món nợ này tên cầm đầu đội mũ trùng bắt một cái pháp quyết rồi nói tới đúng lúc lắm tên cầm đầu đội mũ trùng cầm một quả cầu lôi điện trên tay nói tiếp ta vừa hay đã chuẩn bị một phần quả lớn cho các ngươi tiết mộng giao cảm thán vấn đạo thành chủ quả nhiên không tầm thường tần nam lại nghĩ thì ra trên cửu thiên chí tôn là vấn đạo thành chủ tiết mộng giao thúc giục tần nam chúng ta nhân lúc này mau chóng ra ngoài cường giả chủ cảnh ra tay rất đáng sợ chỉ cần bị dính một chút cũng sẽ có chuyện đột nhiên nghị kỵ chi tâm trong người tần nam đột nhiên có phản ứng tần nam ôm ngực thầm nghĩ chuyện gì vậy sao ma tâm trong cơ thể của mình lại đột nhiên lúc này tiết mộng giao dùng cap mắt ái ngại mà nhìn tần nam cô ta kêu lên tần nam tần nam lại nghĩ ma khí đột nhiên có phản ứng lẽ nào ngôi mộ mà lăng lam lam nhắc tới trước đó ở gần đây đột nhiên có tiếng truyền âm vọng tới tần nam ngươi nhất định phải tới ngôi mộ đó hiện nay ta có dự cảm kiếp trước của ngươi rất có khả năng không phải là người mà bức tranh gia thú nói tần nam nghe xong thấy cũng hợp lý thế là đồng ý được ta đi một chuyến sau đó hắn quay sang nói với tiết mộng giao mộng giao bây giờ ta buộc phải tới một nơi ngươi hay là rời đi trước đi tiết mộng giao thẳng thừng từ chối nơi mà tiểu phu quân muốn đi cho dù là núi đao biển lửa ta cũng sẽ đi cùng với ngươi Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!